Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là những nội dung chính của trong bản tin chiều nay. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch làm việc với lãnh đạo huyện ủy Đức Hòa về công tác thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Huyện ủy Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt tạp ký sự nữ du kích Củ Chi những bông hoa đất thép. Tin thế giới, Mỹ khởi động tiến trình chuyển giao quyền lực. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 11 năm 2016, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch dẫn đầu đoàn kiểm tra về việc lãnh đạo chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện ủy Đức Hòa. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Đức Hòa đã nêu lên thực trạng cũng như những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm và nhiệm vụ trọng tâm. Thảo luận tìm ra giải pháp thích hợp tháo gỡ nhằm thực hiện tốt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đặt ra, đưa nghị quyết vào thực tế cuộc sống. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Văn Trạch lưu ý, huyện Đức Hòa cần xác định rõ nhiệm vụ của từng địa phương ở cơ sở cũng như từng ban ngành huyện để thực hiện tốt hơn các chương trình đột phá, công trình trọng điểm cũng như các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, cần có những giải pháp thiết thực hơn để người dân cùng đồng thuận thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới. Trước đó, báo cáo tại hội nghị cho biết, đa số các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà huyện Đức Hòa đề ra trong năm 2016 đều đạt. Hiện nay, huyện có 6 trên 17 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, chiếm 35,5%. Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, giải quyết việc làm đạt 100% chỉ tiêu. Huyện đã hoàn thành 1 trên 2 công trình trọng điểm. Riêng 3 chương trình đột phá cũng được huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ban hành các nghị quyết, đề án triển khai thực hiện. Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Cang và các đại biểu trong tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tân Thạnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh. Cử tri xã Tân Hòa kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát và có ý kiến đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan quan tâm đầu tư phát triển mô hình cánh đồng lớn cũng như đầu ra của hàng nông sản, nhất là mặt hàng lúa, đảm bảo cho người nông dân có lời, quản lý xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư lưới điện cũng như nước sạch một cách đúng mức hơn cho người dân vùng sâu vùng xa. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Cang ghi nhận những kiến nghị của cử tri để trình lên kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới. Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đinh Ngọc Lâm cùng các đại biểu trong tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Thủ Thừa đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa. Tại buổi tiếp xúc, cử tri ở đây có nhiều ý kiến liên quan đến lĩnh vực hạ tầng giao thông. Theo đó, cử tri cho rằng đường tỉnh 817 được nâng cấp trải nhựa mới đưa vào sử dụng nhưng đã xuất hiện ổ voi, ổ gà, thậm chí một số đoạn bị ngập khi trời mưa. Các cây cầu trên tuyến đường này cũng đang xuống cấp, cần được đầu tư nâng cấp mở rộng. Về chính sách bảo hiểm y tế, cử tri cho rằng cần cấp thẻ đúng thời gian, tránh trường hợp chậm trễ khi thẻ đến tay người dân thì đã sắp hết hạn, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của dân, nhất là những người dân nghèo. Cử tri cũng đề nghị nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như đội ngũ y bác sĩ quan tâm hơn đến vấn đề y đức, có thái độ phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Ngoài ra, một số vấn đề về quy hoạch phát triển nông nghiệp, nâng cấp chợ nông thôn, chất lượng và an toàn điện cũng được cử tri quan tâm cho ý kiến. Đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến của cử tri để tổng hợp trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới. Huyện Mộc Hóa vừa tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2016 và triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2017. Năm 2016, toàn huyện gieo sạ trên 44.800 ha, sản lượng đạt trên 260.000 tấn, vượt 2,6% chỉ tiêu tỉnh đề ra. Trong cả hai vụ đông xuân và hè thu, nông dân gặp nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết thất thường và dịch hại phát triển mạnh. Tuy nhiên, do giá lúa ổn định nên đa phần nông dân có lãi từ 10 đến 15 triệu đồng một ha. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm được kiểm soát tốt. Trở ngại lớn hiện nay là trên địa bàn một số xã vẫn còn tình trạng gieo sạ vụ 3, gieo sạ ngoài lịch thời vụ. Ngoài ra, công tác vận động người dân tham gia cánh đồng lớn và dùng lúa chất lượng cao cũng còn gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo địa phương cần yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo sản xuất huyện cần theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến sâu bệnh, chủ động phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ sản xuất, hạn chế thiệt hại xảy ra. Tiếp tục liên hệ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để mở rộng cánh đồng lớn, tiêu thụ các mặt hàng nông sản mới chuyển đổi để sản xuất bền vững, đạt kết quả cao. Ủy ban nhân dân các huyện Mộc Hóa,
Châu Thành và Tân Thạnh phát động chiến dịch diệt muỗi lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết và bệnh gây ra do virus Zika. Từ đầu năm đến nay, ngành y tế huyện Mộc Hóa ghi nhận 2 trường hợp sốt xuất huyết. Tuy nhiên, do là địa bàn sông nước nên nguy cơ dịch bệnh xảy ra là khá cao. Nên qua hoạt động này, chính quyền địa phương mong muốn người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong giữ gìn vệ sinh môi trường, diệt muỗi và lăng quăng. Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika gây ra đang diễn biến phức tạp. Do đó, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng bằng cách giữ gìn vệ sinh chung. Thông qua cuộc meeting này, bản thân em muốn tuyên truyền một số biện pháp và hữu hiệu về các phòng chống bệnh sốt xuất huyết cũng như là virus Zika do muỗi gây ra. Chúng ta có thể phát quang bụi rậm xung quanh nhà, bỏ cá vào các lu nước để không có lăng quăng, để bảo vệ được sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội tốt hơn. Sau lễ phát động, các địa phương đã tổ chức diễu hành với thông điệp về nâng cao ý thức về phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika gây ra. Chiều ngày 10 tháng 11, tại trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Vũ Viết Hoàng đã đồng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo một số viện nghiên cứu về cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin phục vụ công tác tham mưu đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội và trao đổi về định hướng giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng ghi nhận nhiều nghiên cứu, nhiều kiến nghị của các viện nghiên cứu đã được đánh giá là sâu sát, kịp thời, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành cơ quan trực thuộc Chính phủ nghiêm túc tiếp thu, đưa vào thực tiễn điều hành kinh tế vĩ mô, đóng vai trò quan trọng trong công tác điều hành các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội. Các nhà khoa học đều bày tỏ cảm kích trước sự cầu thị này, cho rằng cần khai thác nguồn lực tri thức từ đội ngũ các nhà khoa học, mà trước hết là nhà khoa học ở các viện nghiên cứu trong những cơ quan của Chính phủ. Ngay trong buổi làm việc đầu tiên, các đại biểu đã kiến giải về tình hình kinh tế hiện nay để tổng hợp trình Thủ tướng xử lý những vấn đề hóc búa nhất. Ngày 10 tháng 11, công ty nhôm Đắk Nông TKV, tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam đã tổ chức lễ chào mừng sự kiện sản xuất thành công tấn hydrat đầu tiên của dự án nhà máy alumin Nhân Cơ. Hydrat là sản phẩm được tạo ra sau quá trình kết tinh và cô đặc oxit nhôm. Quy trình sản xuất ra hydrat như sau. Quặng tinh bauxit được đưa về nhà máy alumin qua băng tải, sau đó được nghiền nát. Tuyển khử silic, kế đến là công đoạn hòa tất, lắng rửa, kết tinh và cô đặc. Hydrat sau đó được nung thành sản phẩm alumina. Bình quân khoảng 1,7 tấn hydrat sẽ sản xuất ra 1 tấn alumina. Hiện công ty nhôm Đắk Nông TKV đang tổ chức phân tích các nguyên tố chính của hydrat. Nếu đảm bảo tiêu chuẩn thì bán ra thị trường. Sau khi hoàn thiện, nhà máy công ty sẽ dùng để sản xuất ra alumina. Hiện nay, giá bán của hydrat khoảng 200 đô la Mỹ một tấn. Dự kiến đến cuối năm 2016, công ty sẽ sản xuất được alumina. Thì trong kế hoạch chúng tôi hiện nay cũng đã dự kiến là đến ngày 10 tháng 12 cũng sẽ là ra sản phẩm cuối cùng. Và các kế hoạch hiện nay đang được thực hiện đúng theo, hiện nay đang được kiểm soát và đúng theo kế hoạch chúng tôi đã đề ra. Dự án nhà máy alumin Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, huyện Đắk Lắk có công suất 650.000 tấn một năm, tổng vốn hơn 12.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 2 năm 2010 và thời điểm để tính tiến độ thi công là từ tháng 10 năm 2010. Nhà máy có hai sản phẩm chính là hydrat và alumina. Chiều ngày 10 tháng 11, tàu du lịch Genting Cream chở theo hơn 2.000 du khách đã cập cảng Tiên Sa đến thăm thành phố biển Đà Nẵng. Đây là con tàu mới khai trương của hãng Grand Cruise Hồng Kông, Trung Quốc. Tàu có chiều dài 335 m, rộng 40 m và nặng hơn 150.000 tấn. Đặc biệt với khả năng chở trên 3.300 hành khách và hơn 2.000 thủy thủ đoàn, tàu Genting Cream đã trở thành một trong những tàu du lịch lớn nhất châu Á. Được hoàn thành và bàn giao vào tháng 10, 2016, ngoài 1.600 phòng ngủ, con tàu du lịch lớn nhất châu Á này còn được trang bị đầy đủ những trang thiết bị hiện đại và những khu vui chơi giải trí gồm khu vui chơi công viên nước, sân golf ngoài trời, nhà hát, sàn nhảy, rạp chiếu phim. Trong chuyến đi đầu tiên này, tàu Genting Cream đã dừng chân tại các cảng biển lớn của Việt Nam như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Nha Trang và thành phố Đà Nẵng và tiếp tục là hành trình qua các quốc gia khác. Dự kiến tàu Genting Cream sẽ có kế hoạch đưa du khách đến Việt Nam thường xuyên trong thời gian tới. Quyền ủy huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức ra mắt tập ký sự Nữ du kích Củ Chi, những bông hoa đất thép
tập ký sự trong mắt bạn đọc nhằm tôn vinh những chiến công và tri ân sự hy sinh anh dũng của các nữ du kích Củ Chi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tập ký sự nữ du kích Củ Chi, những bông hoa đất thép gồm 5 chương được viết theo thể ký lịch sử với nguồn tư liệu phong phú, những nhân chứng lịch sử hiện còn sống, cùng sự chấp bút của đại tá nhà văn Nguyễn Minh Ngọc và đại tá Phạm Công Chẩn đã đem đến cho độc giả một diễn trình lịch sử về đội nữ du kích Củ Chi với những chiến công hiển hách, những hy sinh anh dũng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của những người con đất thép anh hùng. Trong 10 năm, từ năm 1965 đến năm 1975, đội nữ du kích Củ Chi đã có 24 chị hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. 20 chị là thương binh, bệnh binh, nhiều chị bị địch bắt, bị tra tấn hết sức dã man, song các chị vẫn một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Từ 6 giờ ngày 12 tháng 11, một số tuyến đường xung quanh khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ bị hạn chế lưu thông, cấm ô tô tải lưu thông ở một số thời điểm trong ngày. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, mục đích cấm lưu thông nhằm để giảm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể, từ 6 giờ ngày 12 tháng 11, cấm ô tô tải lưu thông trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ trên đường Hồng Hà và nhánh đường Tân Sơn Nhất Bình Lợi, Vành Đai Ngoài, đoạn từ đường Trường Sơn đến đường Nguyễn Kiệm, theo hướng lưu thông từ đường Trường Sơn đến đường Nguyễn Kiệm, quận Tân Bình và quận Gò Vấp. Lộ trình lưu thông thay thế: lộ trình 1, đường Trường Sơn, đường Quỳnh Lan Khanh, đường Phổ Quang, đường Đào Duy Anh, đường Hồ Văn Huê, đường Nguyễn Kiệm. Lộ trình 2, đường Phan Đình Giót, đường Phổ Quang, đường Đào Duy Anh, đường Hồ Văn Huê, đường Nguyễn Kiệm.